chuyện cho nó rõ ràng tên mình nó phải kêu được kêu hoài Rồi thôi đó à, anh chưa thể lời ra tôi chưa bao giờ mà tôi tưởng tới anh nha chẳng qua tôi thấy anh bị nó bất hiếp không thích thích để để. Hôm Hôm ai không ai ép hết từ đầu nha, là tôi em, không kêu tên à, tôi em nói cho anh nghe mà bây giờ anh em mình nói thẳng vô vấn đề anh không thích rồi okay. không, không con trai không trời nghe nè rồi, đó, Quy Sang, đó, Quy Sang trực tiếp đến gặp thủy heo, bập 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 quý vậy, trời đất ơi, ta nói thủy heo nó kêu cứu đồng bọn, nó kêu cứu đồng bọn nó kêu ác 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 trừ nó nhờ đồng bọn nó nó nhờ cái thằng nó nhờ guitar với cái thằng đăng mỏ chuột gì đó trừ nó gọi điện nó cầu cứu ừ ừ đâu dám mà. guitar đâu dám lò ra quý vậy trời ơi khỉ heo nó gọi điện trừ nó nhờ lê tím đâu lê tím cũng đâu có cửa trời, lê tím ra anh quy sang quất cái banh liền quý vậy trời ơi ta nói chiều này nó hay gì đâu bà con à, nó hay cực kỳ hay nha thì quy sang nói là làm liền chứ không có nhịn nha nói là làm liền thì mới đây nhất có một số trang mạng xã hội à, à, chia sẻ rất là nhiều cái đoạn à, like của Quy Sang. À, trong khi đó buổi chiều ngày hôm nay thì cũng có một số à, khán giả vô cái trang của em bình luận nói là cái trang của Quy Sang mà hồi nãy em đăng lên là Quy Sang chửi Thị Lê đó. thì một số người nói à, cái đó là cái nít giả của Quy Sang. em lấy thông tin là cái nick đó nick giả. Trời, trời, anh chị sao mà không vô coi kỹ giùm em cái khổ gì đâu. Đó. đã cái nick đó là cái nick thật sự của Quy Sang rồi cái nít đó là ngày hôm qua ngày hôm kia là quy sang lên nói về cái vụ có quay xe hay không rồi mấy bữa trước thì có chia sẻ về cái việc làm bán học sòn này kia đó thì bữa nay chính cái nít đó cũng nói về cái việc chửi thủy lơi rồi tiếp tục mới đây nhất thì quy sang cũng đã like trên cái trang đó luôn vậy mà cũng có một số người vô nói em nói nói em là đăng cái nít đó lên là cái nít giả của quy sang chứ không phải là cái nít thật của quy sang trời ơi khà anh chị nói là quy sang lên là đóng giả đóng kịch gì với tụi nó đó, thì em không nói à, ví dụ như anh chị không tin đó, thì anh chị nói chắc quy sang với khỉ mập rồi nó đó lên đóng kịch đóng giả à, để cho mọi người để qua mắt mọi người đó thì em 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 còn nghe được đi đằng này có một số người giao nói là quy sang là cái nít đến nít giả trời ơi, em bó tay luôn cho nên anh chị và các bạn mới nghe à, mới nghe cái đoạn đầu đó là quy sang trực tiếp đến là quán cà phê gặp trực tiếp thị heo cho trời ơi thị heo lên nó gung bành bạch luôn đó chị nó năng nỉ ha À, tại vì tại vì em thấy tụi nó ức hiếp anh trời ơi tại vì em thấy tụi nó ức hiếp anh cho nên em mới lên tiếng em bên giật ăn ai biểu mày ai kêu mày ai mượn mày trời ơi quy sang nói không ai ăn hiếp quy sang hết á cũng tại vì tụi nó công kích thôi quý vị nói chung là bây giờ nói chung là rất là nhiều cái thành phần em nói ví dụ đi à, nhiều cái trang mạng cũng vô cái hội nhóm của hồng loan những người yêu mến hồng loan đi em nói ví dụ đi nhiều khi tụi nó là cái 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 phía bên ve con sòi thúi gì đó thì tụi nó lên bài tụi nó công kết tụi nó đưa ra cái ý kiến là quy sang đã quay xe hay là quy sang đưa thông tin gì về cho Lê le, le gì đó thì một số người tin tưởng theo là cứ là, là hồ, hồ 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 theo thì tấn công quy sang là cái việc rất là bình thường thôi à, và có một số người cho rằng là quy sang đã trực tiếp gặp chị ni hồng Long, và hồng loan là linh tý để xin lỗi về cái vụ quay xe hay là hãm gài là là, là là là, là là đứng về phía đó gì đó thì em cũng chưa thấy cái thông tin đó bao giờ nói chung là em chưa thấy cái thông tin là quy sang gặp chị ni hay gặp hồng loan đi xin lỗi vụ đó ha nhưng mà có một số người thì đồng như vậy nhưng mà mới đây nhất thì em thấy là linh tý với bích trăm cũng đã lên tiếng rồi nói sơ sơ về cái vụ của quy sang có quay xe hay không thì tùy theo mọi người nghĩ sao nghĩ chứ bây giờ linh tý bích trăm cũng không có thể nào lên nói là quy sang có quay xe hay không hay là không quay xe à, không lẽ bây giờ mấy anh em chơi chung mấy năm rồi không lẽ giờ lên chửi nhau hay nói này nói kia cho nên vợ chồng linh tý bích trăm cũng không thể nào nói về cái vấn đề là quy sang là có anh quy sang là có quay xe hay không thì mọi người thì nói chung là mỗi người có một cái cách cảm nhận khác nhau nhưng mà mới đây nhất thì quy sang đã trực tiếp gặp thủy mập rồi thì trong cái bài đó thì mấy đài mà cô gì chú bác anh chị em mới nghe đó thì thủy mập nó cũng rất là sợ khi quy sang là đến trực tiếp gặp ha à, nhưng mà em nói như thế này nè cũng có một số người nói như thế này cũng có một số người nói tại sao tất cả những người à, đều bị bêm à, tất cả mọi người bên hồng loan đều bị bêm đều bị chửi tức là có một số người nói là vợ chồng linh Tý bích trăm bị chửi à, bị môi móc đời tư bị chửi chẳng hạn như lê tím nè rồi ăn heo nè rồi à, nói chung là những người phía bên đó đi công kích vợ chồng linh tí bích trăm rồi công kích những người bên cạnh hồng loan nhưng đặc biệt có quy sang là hỏng công kích hỏng có công kích đó cho nên có một số người đồng đoán và nghi ngờ là quy sang là đứng về phe bên đó cho nên bên đó không có công kích quy sang nhưng mà em nghĩ cái này cũng không đúng vì um không phải là người bên đó cái bắt đầu hỏng công kích ví dụ như là vợ chồng linh tý bích Tram thì hiền thì tụi nó ăn hiếp rồi quy sang thì không phải là cái 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 người tầm thường rất là nóng tính và không phải là muốn ăn hiếp là ăn hiếp không phải muốn nói là nói nhiều khi quy sang đâu có bị bất cứ cái gì ví dụ như đề tư của quy sang từ nào và không có bị dính gì hết thì tụi nó đâu dám nói mà cho dù quy sang có dính một số cái gì đó mà không tốt đẹp đi tụi nó chưa chắc gì dám môi móc và nói về là, là, quy sang đố tụi nó dám nói trong khi đó tụi nó thấy vợ chồng lên tới bích trăm hiền Và đặc biệt không phải hiền với giữ ở đây Nhưng mà anh chị thấy thì lên tới bích trăm có có qua có lại Cũng như là trả đũa qua trả đũa lại Thì tụi nó mới lên tụi nó công kích Chứ còn Quy Sang đâu có nói gì tụi nó thì tụi nó cũng đâu dám nói Ví dụ như bây giờ mà Quy Sang lên nói vậy đi Rồi mấy bữa nữa đó Em nói mấy bữa nữa đây Thằng khỉ heo nó lên hay là lợi tím lên nó nói là Quy Sang Ví dụ em nói ví dụ như nó Quy Sang À, bán cái này bán cái kia đầu dởm đầu tốt hay là chơi hút này hút kia hay là quýnh lộn quýnh lạo hay là À, đời tư ngày xưa cái này cái kia không được tốt tụi nó dám nói nếu tụi nó nói thì chắc chắn là 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 quy sang lên bem liền. Bem qua bem lại thì chắc chắn là nó sẽ uh, có cái việc là xích mít lẫn nhau. Còn cái việc tụi nó đã đâu dám để mà lên xúc phạm đến quy sang. Mọi người thấy nhưng chỉ có xúc phạm sơ sơ thôi là quy sang đã lên tiếng và tìm gặp liền. À, thì sáng giờ thị thị mập nó lên nó nói là là là, là à, sen sòn bị vợ chồng chuột cái, trục đực gì đó, à, cho ra ghê. À, cho nên quy sang rất là bức xúc và trực tiếp gặp thị mập liền à, nghe gian hồ đồn mà bập 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 à, nghe đâu à, gỉ gỉ nước tương à, gỉ nước tương mà không biết là chị thủy le không biết có à, chị thủy 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 heo không biết có qua nổi con trăng này hay không ha trời ơi phân này căng rồi nghe căng rồi để ra tối nay cho chị thủy mập có lên like không ha chứ chị thủy mập nghe gian hồ đồn mà bập 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 đó bập 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 nha mà không biết là quy sang có bập hay không nha à nhưng mà nghe gian hào Mà có gì đó bụp 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 bụp. á à, quy sang rất là nóng nha quý vị. Con khỉ heo nó lên nó năn nỉ nó xin nha, nó năn nỉ nó nói à, à, em đâu có dám, em đâu có nói gì anh. À, em thấy tụi nó ăn hiếp à, anh cho nên em muốn khai mặt anh để em lên em 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 em, em dạy dỗ tụi nó à, chứ em đâu có dám mà công kích gì anh. Trời ơi thấy tội không phải thương không Sao mày chửi dữ lắm mà mày chửi Hồng Lon nè. À, mày chửi người này người kia mà chửi dữ lắm mà chuột mà, vợ chồng linh tí mày nói chuột đực chuột cái rồi mà nói dữ dội lắm mà sao quy sang vô gặp mày mày gung tè đá đái hả mày gung té quần luôn rồi. hả mày giỏi mày chửi quy sang đấy nó bập trong mặt mày chứ ở đó mà láo không mày cho nên fan này tiêu tiêu thủy mập rồi thủy mập mà kêu lê tím nè guitar nè dưới cái thằng là là, 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 là chuột hôi với cái thằng gì thằng đen đen đó tự nhiên quên ngang mẹ rồi cái thằng tự nhiên cái quên ngang quý vị À, cái hàng đăng ở quần à, đăng đó, à, hàng đăng nó à, bay ra đây ra đây quy sáng luộc bay luôn đó, chứ ở đó mình lên mặt à, thì thôi cũng xin cảm ơn cô dì chú bác anh chị em đã theo dõi cái thông tin của em ha. Còn cái quẹt quy sang làm như thế nào đó anh chị tự đánh giá này, quý vậy chứ bây giờ lên đây Ví dụ như em bên giật quy sang thì một số người nói em bên giật quá đáng rồi không bên giật thì um, nhiều khi nó không đúng quý vậy Nói chung mình thấy uh, quy sang làm cái gì thì mình ghi nhận cái nấy đi à, chứ chưa biết là quy sang có thật lòng à, hay là diễn à, thì mọi người cứ chờ thêm à, vài ba hôm sẽ chứng minh được liền quý vị nếu mà quy sang bên đó thì nếu mà có sự dàn dựng bên đó thì chắc chắn từ từ nó cũng sẽ lòi ra thôi quý vị à, thì thôi cũng xin cảm ơn cô gì chú bác anh chị em đã ủng hộ em cũng như ủng hộ chị Nhi ủng hộ Hồng Long cảm ơn quý vị rất nhiều